Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì sau gần 40 năm định cư tại Hoa Kỳ, thì cộng đồng Á Châu, chắc là cộng đồng Việt Nam của chúng ta là một cái cộng đồng rất là vững mạnh ở tại Mỹ. Thế nhưng những cái về y khoa, những cái căn bệnh trong cái cộng đồng của chúng ta, nhất là cộng đồng Việt Nam, chúng ta vẫn có một vài điều vẫn thiếu sót, vẫn thua những cái cộng đồng địa phương, nhất là cộng đồng người Mỹ da trắng. Thành ra hôm nay đó chúng tôi có mời được bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm, là một chuyên gia về y khoa gia đình, tới bàn thêm với chúng ta về những cái vấn đề trong cái cộng đồng của chúng ta, mà chúng tôi mong rằng là quý vị có thêm một cái kiến thức, có thêm được cái sự hiểu biết thêm để mà chúng ta có thể làm thâu hẹp cái sự khác biệt giữa những cái tỷ lệ về những cái căn bệnh của cộng đồng Việt Nam và cộng đồng người địa phương. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào khán giả và xin chào bác sĩ Phan Gia Quan. Vâng. Kêu anh chào đi ha, cho nó tiện chút xíu, mình trong hội nhìn chung nhau cũng khá lâu rồi. Vâng. Thưa quý vị, thì là bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm là hội viên của Hội Y sĩ Việt Mỹ toàn quốc, và hiện nay anh là đang giữ chức vụ thư ký của hội, đúng không anh? Tức là sau bác sĩ Charles đang là tân chủ tịch, thì tôi có là cựu chủ tịch của Hội Y sĩ Việt Nam Hoa Kỳ được 6 năm trước anh. Vâng. Thì chúng ta cũng làm việc với nhau cũng khá lâu rồi. Vâng. Yeah. Vâng, thưa anh, thì như vậy đó, thì là trong cộng đồng của chúng ta thì anh thấy là có những cái căn bệnh gì mà thông thường ở trong cộng đồng mà coi như là nhiều hơn trong cộng đồng Việt Nam hơn là so với những cộng đồng khác hoặc là cộng đồng địa phương? Đúng rồi, người Việt Nam mình thì nói về Á Châu, nhưng mà Việt Nam đa số là cũng bị mấy bệnh, chút xíu mình nói thêm chi tiết, nhưng mà đại khái là cũng như là tiểu đường, là cao máu, cao cholesterol, vấn đề ung thư thì rất là nhiều, gan, ruột già, hay là ung thư tử cung, hay là cửa mình của mấy người phụ nữ. Thì chút xíu mình sẽ vào chi tiết mấy cái bệnh đó. Vâng, tăng chỉ như vậy thì là anh có mới nói đến là cái bệnh cao áp huyết cũng là một cái vấn đề mà cái cộng đồng của Việt Nam chúng ta bị nhiều hơn, tỷ lệ có bị cao hơn những cộng đồng khác. Thì theo anh thì các nghiên cứu họ thấy như thế nào đối với vấn đề áp huyết và bệnh tai biến mạch máu não? Đa số là mấy cái bệnh áp huyết và tao não của người Việt Nam mình thì nó cũng như Mỹ, cái là non-compliance, tức là mình uống thuốc rồi nó không có đúng lắm, hay là nhiều khi cái thức ăn thức uống của mình thì đa số cái gì nó cũng khá mặn đó, thì là cái control. Với lại người Việt Nam mình đa số là uống thuốc, nhiều khi thấy bớt bệnh rồi không còn triệu chứng nữa thì họ lại bỏ thuốc đi, thì có rất là nguy hiểm. Thì cái tỷ lệ mà cái người Việt Nam bị stroke đó, như người Á Đông mình đó, thì nó rất là cao. Như anh biết, anh là chuyên khoa về gan ruột già, chúng tôi làm bác sĩ gia đình thì mấy cái chuyện đó rất là thấy thông thường, rất là nhiều. Bao nhiêu bệnh nhân tới mình đa số là cái áp huyết là không có control. Vâng. Yeah. Thưa anh, thì anh nghĩ là cái lý do tại sao mà chúng ta bị nhiều như vậy, hoặc là cái lý do tại làm sao mà người ta cái áp huyết nó không tăng, không được kiểm soát, là vì họ không uống thuốc, không chịu nghe lời, hay là làm sao ạ? Nó cũng là nhiều lý do. Thì đương nhiên uống thuốc nó không đủ đô, hoặc là nhiều khi không có cảm giác. Đa số 95% của người bị cao áp huyết họ không có cảm giác là nhức đầu hay là chóng mặt, nhiều khi nó cao lắm rồi đó thì mới có triệu chứng. Thì họ không có triệu chứng, họ có nghĩ họ không có bệnh. Vâng, như vậy là một cái sự hiểu lầm về cái căn bệnh của họ. Tất nhiên là có rất là nhiều cái căn bệnh mà người trong cộng đồng của chúng ta có cái hiểu lầm là phải có cái triệu chứng rồi mới có bệnh. Những cái bệnh như anh vừa nói là cao áp huyết thì là nhiều khi áp huyết vẫn cao mà chúng ta đâu có triệu chứng gì đâu. Tới khi mà chúng ta có triệu chứng rồi thì lại là quá trễ rồi, phải không thưa anh? Đúng. Còn cái tư tưởng Việt Nam mà nhiều khi là không muốn uống thuốc Tây, có thể mình đi uống thuốc ta, hay là mà uống rau cỏ, mấy cái herbs này kia, là mình cứ nghĩ là nó sẽ trị được, hạ xuống cái tăng xong cho mình. Luôn cả mình có tất cả mấy bệnh nhân, luôn cả có một người bệnh nhân là bố của một anh bác sĩ bạn của mình, mà bác này chẳng may là đi uống tỏi, rồi cuối cùng phải bỏ thuốc Tây, rồi trong vòng vài tháng sau bị stroke. Vâng. Thì như vậy thì anh, chúng ta thấy là chúng ta nằm trong ngành y thì là chúng ta hiểu biết thêm, nhưng mà có nhiều cái vấn đề là có lẽ cái mình không có được, họ không hiểu được là cái vấn đề thuốc men nó như thế nào. Những cái thuốc mà mình uống vào thì có nhiều cái điều kiện mà cần phải để ý tới, là cái thuốc nó hấp thụ vào được nhiều hay bao nhiêu, đủ độ điều lượng hay là không, và nó ở trong máu khoảng thời gian là bao lâu thì nó hết, và cái sự hiệu nghiệm của nó được thời gian bao lâu. Thành ra tất cả các loại thuốc Tây đều được nghiên cứu kỹ càng về những cái khía cạnh đó, cho nên mới cho quý vị uống thuốc, và sau khi được nghiên cứu cho thấy là thuốc nó an toàn
thì chúng ta mới bắt đầu dùng. Thì như vậy mới thấy được cái hiệu quả về lâu dài. Chứ còn thí dụ như mà những cái thứ nước mà người ta xay ra uống thì nhiều khi nó hấp thụ vô bao nhiêu mình cũng không biết, mà ở trong máu bao nhiêu lâu mình chả biết là không thấy. Chứ có nhiều khi nó cũng ảnh hưởng về cái gan, về cái thận đó. Thành ra họ cứ nghĩ là ủa sao mỗi lần tôi lên bác sĩ cái ông cứ thử máu hoài. Thành ra họ cũng ngại cái phần đó. Thành ra cái đó nó quan trọng. Cái lời mình nói nãy giờ là chỉ nói về cái bệnh cao huyết thôi. Còn bao nhiêu bệnh khác. Thí dụ như bệnh khác là anh có nói đến là bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi là cũng người cộng đồng người Việt bị nhiều hơn người Mỹ. Cái đó cũng đúng, là ung thư phổi là một trong cái ung thư, là một trong 4-5 người ở Mỹ này bị ung thư, một là bị ung thư phổi. Rồi cái thất vọng tử vong của cái ung thư phổi nó rất là cao. Thì trong 25% của người bị mất á, là đa số là do ung thư phổi, hoặc là nó liên hệ tới hút thuốc lá. Thì Á Đông mình thuốc lá thì rất còn cao lắm. Họ Mỹ họ cũng bỏ thuốc lá rất khá nhiều, mà nhất là đàn ông Việt Nam, đàn ông Á Châu mình đó rất là cao, cái tỷ lệ rất là cao. Vâng, như vậy thì là một cái nguyên do chính đưa tới cái vấn đề ung thư phổi vẫn là thuốc lá, phải không ạ? Và cái tỷ lệ cộng đồng Á Châu, nhất là bên phái Nam, rất là hút thuốc lá rất là nhiều. Thành ra cái vấn đề là chúng ta muốn giảm đi cái tỷ lệ ung thư phổi thì là chúng ta phải giảm cái vấn đề thuốc lá, phải không thưa anh? Đúng rồi, cái thuốc lá ngoài nó ảnh hưởng cái ung thư phổi thì nó còn ảnh hưởng luôn tất cả bệnh tim. Bệnh như chúng như nói là cao huyết áp nãy đó là nó khó control được, tại vì cái chất nicotine là chất trong thuốc lá nó cũng làm cái tăng sông mình cứ cao hoài. Thành ra nó ảnh hưởng tất cả bao nhiêu cái bộ trong người mình. Vâng, mà mình chỉ nghĩ mà hoặc là nghe đến thuốc lá đã ảnh hưởng tới phổi, nhưng mà ngoài ra đã ảnh hưởng tới ung thư khoang miệng, rồi ung thư tụy tạng, rồi ung thư bàng quang, cũng là vì một cái nguyên do chính là vì hút thuốc lá. Tại vì là trong cái khói thuốc nó có rất là nhiều cái hóa chất mà có thể là gây nên ung thư, phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Xin nhắc lại, có nhiều người sẽ hỏi ủa nếu mà tôi không hút thuốc lá, hay là bố mẹ tôi không hút thuốc lá, hay anh chị em không hút thuốc lá vẫn bị ung thư, cái đó là đúng. Thì khoảng chừng thống kê tỷ lệ là khoảng chừng 15% cái người không hút thuốc lá họ vẫn bị ung thư phổi, nhưng mà có thể là lý do khác. Vâng, thế như vậy thì tôi thường hay nghe các bệnh nhân hoặc là các bác, các chú hay nói, thí dụ như đưa một cái ví dụ như vậy để cho anh trả lời làm sao. Là thí dụ như ông George Burns, ông sống tới gần cả 100 tuổi, hơn 90 mấy tuổi mà vẫn hút thuốc như thường. Hay là ông nội tôi hút thuốc lá cả đời mà chẳng bị ung thư, thì đâu có phải là thuốc lá làm cho người ta bị ung thư đâu. Thì như vậy anh giải thích như thế nào ạ? Cái đó không đúng, nhưng mà cái tiểu số mà mấy người mà may mắn như vậy sống lâu vậy, hút thuốc lá như vậy mà sống lâu, cũng như một số người cholesterol rất là cao nhưng mà họ không bị nghẹt tim, họ vẫn sống bình thường. Cái đó là trong cái gia truyền trong gia đình họ, cái gene gì nó rất là tốt. Cái đó thì mình không có nói được, nhưng mà cái đó là tiểu số, là rất là ít thôi. Vâng. Cái này đi theo số đông, đa số là vâng, sẽ bị mất về ung thư phổi hay là nghẹt mạch máu tim hay là stroke từ cái thuốc lá nó gây ra. À, như vậy thì là cái vấn đề thuốc lá nó gia tăng cái cơ nguy chúng ta bị căn bệnh cao hơn nhiều. Cái không có nhất thiết là những ai hút thuốc lá đều bị ung thư phổi, nhưng mà đa số những người bị ung thư phổi toàn là những người hút thuốc lá. Là cái khác nhau là nó như vậy, không thưa anh? Nên nhiều khi mà không biết thế nào mà mình giải thích cho nó rõ ràng. Tại vì nhiều người họ cứ thấy là trong gia đình của họ có cũng thuốc mà cũng đâu có bị gì đâu. Thành ra như vậy họ nghĩ là không có gì. Nhưng đúng, mà thật đúng, sự là nó không có đơn giản như vậy. Thì thưa anh, thì ngoài ra đó thì là trong cộng đồng của chúng ta bị những căn bệnh gì khác? Viêm gan, BC. Rất là nhiều phải không ạ? Đúng rồi, bác sĩ Quang nói thì rất là đúng. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi là bác sĩ gia đình thì chắc quý vị biết là bác sĩ Cha là chuyên khoa về ruột và gan. Thôi để anh trả lời luôn cái câu hỏi của anh đi, thì anh là chuyên khoa. Vâng, vâng, thưa quý vị, thì là nói về bệnh viêm gan BC thì là các cái cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ trong cộng đồng người Việt rất là cao. Nhiều khi lên đến tới cứ 10 người là có đến 1 người bị viêm gan B. Viêm gan C thì là khoảng từ 4-6% là bị nhiễm viêm gan C. Thì cái tỷ lệ nó rất là cao, là tại vì nhiều khi hai căn bệnh nó có cái vấn đề, cái cách truyền nhiễm nó hơi giống nhau. Thành ra là chúng ta hay bị những cái cách như vậy. Nhưng mà đối với người Việt thì vấn đề bệnh hoặc là những cái khu vực Đông Nam Á đó, thì cái tỷ lệ bệnh viêm gan B cao là vì thông thường là từ người mẹ truyền sang cho con của họ khi họ sanh con ra đời. Thành ra đó là cái cách truyền nhiễm thông thường nhất ở những cái khu vực cao như vậy. Thành ra những về cái vấn đề di cư, những người di cư từ những khu vực như Á Châu hoặc là Châu Phi về Mỹ, và khi họ ở lại trong những cái cộng đồng của họ ở tại Mỹ như cộng đồng người Việt của chúng ta, thì lại họ lại mang cái căn bệnh của họ theo. Thành ra là rốt cuộc lại là người Việt chúng ta bị rất là nhiều bệnh viêm gan B, viêm gan C. Mà một cái vấn đề là những căn bệnh này mình không có, nó không có triệu chứng gì nhiều hết. Có rất là nhiều người bị bệnh mà không biết. Đến 2/3 bệnh nhân bị bệnh viêm gan B mà không biết mình đang bị bệnh viêm gan B.
là chỉ một cách là chúng ta phải thử máu để mà lục soát mới thấy được mà thôi, chứ còn không có chờ tới như anh nói là có triệu chứng gì khác thường rồi mới đi thử thì là nhiều khi chúng ta không phát hiện được. Thì đối với những người một bệnh nhân như vậy thì họ tới anh thì họ cần làm cái gì? Tự một mình người bác sĩ sẽ tìm ra hay là nên nhắc người bác sĩ nói là tôi từ đâu tới hay là sao? Vâng, thì có lẽ là khi mà một người bệnh nhân mà tới đó thì là để mà có được một cái tích cực hơn thì là chúng ta nên hỏi thử là bác sĩ đã thử viêm gan BC cho tôi chưa? Thành đúng. Ra nói là tôi thử viêm gan BC rồi mà không bị thì mới chắc là thử rồi. Chứ còn khi nào mà nói tôi thử gan rồi gan bình thường vẫn có thể là chưa có thử viêm gan BC. Thành ra chúng ta phải biết chắc là chúng ta đã thử viêm gan BC rồi mà không bị, hoặc là chưa bao giờ bị thì được đi chích ngừa, hoặc là đang bị kinh niên. Thì cái câu trả lời nó chính xác như vậy thì là mới chính xác được là mình đã được thử rồi. Chứ không thôi nhiều người cứ nghĩ là họ thử rồi, tại vì cái thử như anh biết là chúng ta thử tổng quát hàng năm thử cái thử gan thì nó không có gồm có cái vấn đề thử viêm gan BC. Và cũng nhấn mạnh thêm là chúng ta không có cần thiết là phải thử hoài, không cần phải thử lui thử tới, chỉ thử một lần mà thôi là đủ biết rồi, không cần thử thêm. Vâng, thưa anh, thì như vậy đó thì là cái đối với một người anh với một địa vị là một người bác sĩ gia đình thì là thường thường đó khi bệnh nhân vào thì là anh có đề nghị với họ như thế nào đối với vấn đề viêm gan BC? Đúng, đa số tất cả bệnh nhân Á Châu mình với lại mấy cái vùng mà như anh Phan nói là nó sẽ bị risk, bị hepatitis là thì tôi khuyên họ thử A, B với lại C, ngoài thử cái gan bình thường. Rồi một là mình lấy hồ sơ mấy bác sĩ khác lên, hay là mình nhắc họ nếu mà có đi bác sĩ Mỹ mà không có không phải hiểu vấn đề này nhưng mà họ không có pay attention nhiều lắm về Á Châu mình á, thì nên nhắc họ là nên cần kêu bác sĩ thử. Vâng, thưa quý vị, thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục bàn thêm với quý vị về một những căn bệnh nhất là riêng cho những người phụ nữ. Ngoài ra đó thì là những cái căn bệnh mà những cái hoạt động của một cái tổ chức hội y sĩ Việt Mỹ tại Houston và hội y sĩ Việt Mỹ tại toàn quốc, như chúng tôi và anh bác sĩ Jonathan Lâm đều là hội viên của hội y sĩ toàn quốc, thì chúng tôi có những cái hoạt động như thế nào để mà chúng ta thâu hẹp lại những cái khoảng cách giữa những cái tỷ lệ các bệnh trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.